Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Czech Tour de France được sử dụng bộ group chuyển động Shimano 105 khung nhôm nước sơn nhân bản. Toàn bộ khung của chiếc xe thì như các bác thấy trên hình là nhôm. Qua là qua quá trình sử dụng và vận chuyển nên là xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Đây, Czech Tour de France. Bộ giải đấu xe đạp lớn nhất thế giới. Càng carbon, xe sử dụng càng carbon. Và được dùng một bộ full một set group của Shimano 105. Bộ đè chuyển số, hai bộ đè đùi đạt, đùi trục rỗng. Đùi trục rỗng 105 và cặp phanh ba mảnh, rồi đôi tay lắc. Họ full hết một set group 105. Vành Shimano, vành Mayer Shimano. Mayer sau rất là đẹp đúng không nhá. Mayer Shimano được đan đũa rất là đẹp. Sẽ được trang bị 10 tầng lip. 10 tầng lip và đây là 2 tầng đĩa cho xe có 20 tốc độ khác nhau. Và giám sát vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 50 cm. Thì xe sẽ phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m67-68 đến khoảng 1m77-78 đi phù hợp. Và phần chuyển động của chiếc xe thì đấy, chuyển động cực kỳ mượt mà, ngon lành. Lên xuống rất nhẹ nhàng. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán mức giá là 15.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 09943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.